đây kia mình đã ăn đây, đây mình đã ăn nha nè. Biết mình đã ăn không? Biết mình đã ăn rồi. Con nhiều quá. Con nhiều. Mút ít thôi rồi trang canh được luộc rồi bỏ nhí khôi đi nha. Không, mình đã. Đi đi. Không, mua gì? À. Ủa mấy gì đó? Giờ nó ngon ra ăn nhé. Dạ, ai ôm mình là anh chị em không? Ừ, nó xỉa hại thôi cực nào dạ thật à cả cần gì nghe là đều nghe là đâu cần cần mua tháp chảo hay sao nhà còn đẹp hơn gia đình tập chạy đi tập để mình đi ăn tập giờ của đi tôi đứng này đây của chân mẹ Yeah.
Sắp tới là mùa hết xuân rồi. Mùng 8, 9 đâu, 2 chục ngày nữa. Năm đó. Này này, chậm gì quá. Nó sợ lắm, có tiền, sợ. Thank you.
rồi kì ta chiêu sao chị mình gói chị mình ăn đấy chị mình múc cơm mình ăn cơm có giá không chị chưa có giá không giờ đó không ăn không về nhà em về nhà cái gì ăn đây không được lại mình đứng không được ăn bây giờ sướng quá hả sao mình ăn cái làm gì sao đi mình ăn cái làm bên nói nhà chính là tôi vào đến nhà. Cái bài nhất. Đi ăn thì cũng phải mấy ngày ăn hết đi ăn một món hai món ăn trong ngày ăn cả một hết ăn chín chín Thank you.
Ở đây ghế trên mạng là thầy đều không có thể chịu. Cái tiền thì luôn đó. Không mà mấy con nữ ngoài cho vào chi để cho chết hết rồi. Nhìn. Nhìn cơm. Em ghét ông ở kia đi, ông ở kia chết nó tội. Gà gì? Ông gì mày đợi đại gia, đánh nó bốc đi. Lấy hàng con không? Tiếc ghê. Nó nói câu như này, cả ngày giàu cỡ nào nhưng người ta vẫn vì con người ta. Có thể ác cái nào như là vẫn vì con hy sinh. Công ty làm sao lấy được tàu đó? Có công ty làm đi xạo không? Bộ trời, cái sao không
nên phần thêm đóng đánh dấu đánh chữ này kỹ xảo năm 2012 trên YouTube không có đầy em đấy. Tạo ra em cũng học chứ nhưng mà chắc sẽ đi qua sẽ tốt. Ngày hôm nay không biết. Cái loại họa phải là cũng tạo ra biết đi rồi cũng thấy. Năm ta tỷ tao có muốn sống. Ôi, tỷ ta sẽ đông đầu với nhau. Ăn gì để gì ăn gì ăn mắm tôm à? Mắm tôm chua đấy tập trận nhá, nhưng là quan tâm mệt đúng rồi. Hôm qua xin lỗi tất cả mọi người. Thì anh giấu số xa nhé. Một lần bên tròn nó định tắt tập đắc rồi. Một lần xin lỗi. Thank you.
tại bên công an em an toàn. Là sao muốn cù hay là muốn ăn cơm thôi. Cù hay muốn cơm ngon. Đau quá. Ông ý thế vậy? Mình thích, mình thích mình đập được. Ông giảm mặt với anh trai hả? Ông là rùa bu ghê đó. Ngủ chưa? Sao ngủ đi không em?
Thank you.
Đây là năm từ ngoài. Sẽ sinh hả? Em bé mà mới đi con kia gì nó không nói gì à? Không, không em. Bên này bên Trung Quốc mà. Bên kia không đánh cái thằng này mà nó này chỉ đẩy đi à? Bắt rồi. Thấy bé nó ốm không ai giúp ẩm nó luôn á, cuối cùng nó cứ ẩm đi.
nát sọ không á. Cái sao nó đánh này gì? À bí phỉ gì đó, đổ xúc giật mà cái kiếp sao sao là đánh. Tội lắm, đầu nhỏ cầm cầm chỗ quét hốt kỳ kia nó lết bàn đâu đó. Lạ nhỉ, lạ thằng điên. Nát thì nát. Nhìn xa ra biết được, cái này cũng xin tí rất hồn.
máu có ngủ được chị game. Em cũng không thấy một chị game đi vậy. Tối nay chị nghĩ lại. Ừ. Nghĩa là chơi game thì tối nay chỉ nhà đi, còn mỗi ngày không chơi game tối nay không chơi game nào không đi. Nói mà hai con nó giận, bốn mà ba con nó ba con, ở dưới đây cãi làm trời, nó buồn.
Thank you.
Thank you.
Wow.
try my best, but.
Thank you.
Nghe nè. Vừa dậy ra. Dậy đi, nhìn thấy con ngủ tiếp đấy. Vâng. Nè. Con cứ dậy ra.
Yeah.